chẳng qua bạn nấu cháo như con này cũng cháo thì bạn phi lực cái hành các kiểu lên đặt lên giống như nấu cháo bình thường ấy, xong bắt đầu chim quay qua thả chim lúc mà mình chín. Cái đấy là cái chảo, cái đấy là hương liệu quận á, quận nữa nè. Chim máy ấy.